My dear brother and sister, now I'm inside the Church of Sacrament in Westminster, and I proudly and so happy that the Holy God allowed me to bring the image of Jesus appear in the sky of on Gaudi. Go in here and stay here until the next order of the Almighty tell me what to do. I will pray outside about 15 minutes ago, asking the Almighty God, is the Father, the Son, the Holy God, Jesus Christ, and the Holy Ghost. And of course, I asking Mother Mary helping pray for us, for the Holy God, the Almighty, decide that I must leave this picture, image of Jesus appear in the sky of Mount Gaudi here until the next order of God tell me what to do. Today is September 3rd, year of 2012. We all need to pray with the Almighty God about what we're going to do in our part to answer God's call, because this is the whole world been waiting for. Remember, this is not only the face of the Holy God appear in the sky of Mount Gaudi, but there also the Lion of Judah appear in the sky. So you all need to see this and to learn and to make connection with the Almighty God. And again, I need to remind you that because the Holy God, Jesus Christ, tell me to telling you not to talk to you. Between talking to you and telling you is different. The Holy God, Jesus Christ, tell me to telling you, my brother, sisters around the world. Only the Holy God, Jesus Christ, can save you and save your family. So do not give up. We all need to put our trust in the Holy God, Jesus Christ. And this is proof. The Holy God, Jesus Christ, and the Lion of Judah appear in the sky of Mount Gaudi, August 29, 2009, and August 29, 2010. Go out there, let your brother and sister know about this. Thank you for your time. And first of all, we all need to thank the Almighty God, Jesus Christ, from time to time. Amen. Me down. Yeah.
rồi close up. Vâng, thưa anh chị em, đây là hình ảnh vô cùng đặc biệt mà Chúa Giêsu đã hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009. Đồng bào lý cho rõ, đây là ánh mắt của Ngài, và đây là mũi của Ngài, và đây là môi trên của Ngài, ngay đây, và môi miệng Ngài ngay đây, và đây là cằm của Ngài và râu của Ngài. Ta ý một số anh chị em nói là đây là hình ảnh của Đức Mẹ. Thì thưa quý vị, hình ảnh này vô cùng đặc biệt, tại vì làm sao mà ở trên nền trời lại hiện ra những cái hình ảnh đặc biệt như thế này. Và đồng bào có biết là ở trên trên không gian á, trên phía trên nền trời á, mà cao thật cao là đồng bào biết là gió thổi mạnh lắm. Tuy nhiên Thượng Đế đã làm phép lạ này để cho chúng ta được biết đây là khuôn mặt của Thiên Chúa Giêsu. Kính thưa anh chị em thân mến, nhìn kỹ chúng ta có thể nhận diện rõ là Thiên Chúa Giêsu đang nói chuyện cùng chúng ta, đang dạy bảo chúng ta, và đương nhiên cho chúng ta biết là Ngài biết quá khứ của chúng ta, Ngài biết hiện tại của chúng ta, và đương nhiên Ngài biết tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu. Kính thưa anh chị em thân mến, chúng ta hãy để ý cho rõ, đây là hình ảnh của Thiên Chúa Giêsu đã hiện ra. Đây là một tin mừng vô cùng vĩ đại mà tất cả nhân loại chúng ta đang mong chờ.